Bạn có biết chín loại trái cây khi chúng ta càng ăn nhiều thì nó sẽ nóng và dễ nổi mụn hay không? Nhất đó chính là quả nhãn. Thứ hai là quả mận. Thứ ba là quả mít. Thứ tư là quả xoài. Thứ năm là quả chôm chôm. Thứ sáu là quả sầu riêng. Thứ bảy là quả na, quả mãng cầu. Thứ 8 đó chính là quả đào. Và thứ 9 đó chính là quả vải. Hãy hạn chế ăn những loại trái cây này nha.